tất cả các chị em, rất là nhiều những chị em phụ nữ muốn mình được ví như những bông hoa hồng, bởi vì hoa hồng thì tượng trưng cho sự quyến rũ này, quyền lực này, có một chút bí ẩn và luôn luôn thật xinh đẹp. Đây là một mẫu váy của thương hiệu Melia lấy cảm hứng từ bông hoa hồng để mọi người luôn luôn là những bông hoa hồng thật xinh đẹp. Mẫu váy này thì với màu sắc đương nhiên rồi là màu của hoa hồng, màu đỏ đô, rất là tôn da và tôn dáng cho chúng ta. Chất liệu của em nó là chất liệu chéo hàn, mặc vô cùng dễ chịu, thoải mái, nhưng mà lên form thì siêu chuẩn. Điểm nhấn của mẫu váy này chính là một cái phần hoa hồng đó, hai bông hoa hồng được cuốn thiết kế 3D đính kết ở ngay trên ngực áo như thế này sẽ khiến cho chúng ta nhìn nữ tính dịu dàng, và đây cũng là một điểm nhấn vô cùng lớn của mẫu váy này. Ngoài ra thì phần cổ vuông như thế này cũng giúp cho chúng ta khoe được phần xương quai xanh nhưng mà vẫn đủ kín đáo. Phần tay thì được thiết kế tay bồng, vẫn lấy cảm hứng từ những cánh hoa đan vào nhau, tạo cảm giác điệu đà, công chúa và che khuyết điểm bắp tay cho chúng ta. Ở phía dưới thì là chân váy dáng xếp ly hai bên, đó sẽ tạo cảm giác bồng bềnh, nhẹ nhàng, điệu đà cho người phụ nữ, vô cùng xinh đẹp luôn. Với một mẫu váy như thế này thì mọi người có thể mặc được đi tiệc này, đi du lịch này, chụp ảnh check in, đi dạo phố, đi cà phê trà chiều, nói chung là có thể ứng dụng vào rất nhiều những hoàn cảnh khác nhau mọi người nhé. Nếu mà mọi người thích mẫu váy này giống như Mai Phương thì hãy ngay lập tức để lại comment ở dưới video này hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của Melia. Khi mua hàng online thì mọi người sẽ được free ship và được kiểm tra hàng. Còn nếu mà muốn đến tận nơi thì Melia có showroom trên toàn quốc, hãy đến và thộng ngay cho mình mẫu váy này nhé.